bận rộn nhưng đang cần vòng eo thon gọn, không có nhiều ngấn mỡ thừa, hay muốn cơ thể thon gọn, săn chắc và gợi cảm, bắp tay, bắp chân, cơ bụng, vai, đùi cân đối. Muốn luyện tập mọi lúc mọi nơi nhưng lại không tốn quá nhiều thời gian, muốn chi phí đầu tư thấp, hiệu quả sử dụng lâu dài, hãy sở hữu ngay bộ đôi dụng cụ tập thể dục và massage. Chọn bộ đai massage Perfect và dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB, tổng giá trị mua từng sản phẩm là 980.000 đồng, đai massage 590.000 đồng, dụng cụ tập thể dục đa năng 390.000 đồng, giảm ngay 290.000 đồng khi mua trọn bộ trên VTV Hyundai, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Bảo hành sản phẩm 12 tháng, cơ hấp dẫn không thể bỏ qua. Minh Trí và Kiều Khanh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh VTV Hình Nam Shopping. Nói thật là rất là nhiều người đang băn khoăn khi mà ngày nay chúng ta quá bận rộn và không có cái nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc bản thân. Trong đó chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao là luôn luôn chiếm không có nhiều thời gian trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà ai cũng muốn có một cái thân hình cân đối và một cơ thể khỏe mạnh. Hôm nay trên kênh mua sắm VTV Hình Nam Shopping, chúng tôi mang đến cho các bạn là hai dòng sản phẩm khác nhau, vừa kết hợp để có thể là tập luyện thể dục thể thao và vừa kết hợp đó chính là chức năng massage quý vị và các bạn nha. Để có thể là giảm mệt mỏi đau nhức, và quay lại thì chúng ta cũng có ngay một cái đai massage để có thể là giảm cái vùng bụng của chúng ta, cái phần mỡ thừa, để mình có một cái thân hình cân đối hơn quý vị nha. Và thưa quý vị, khi sử dụng trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay thì điều đầu tiên mà chúng ta có thể hưởng lợi đó chính là có mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta mua từng sản phẩm lẻ quý vị nha. Và khi cộng lại thì chúng ta sẽ có một cái mức giá cao hơn mức giá mà chúng tôi đang giới thiệu quý vị. Cái ưu điểm thứ hai nữa đó chính là chúng ta có thể là kết hợp cả hai dòng sản phẩm này để phục vụ cho nhu cầu của nhiều thành viên khác nhau ở trong gia đình của mình, và tất cả đều nhằm đem lại sức khỏe tốt hơn nè, vòng eo, vòng bụng nè, bên cạnh đó là bắp tay, bắp chân và cả phần đùi nữa cũng trở nên thon gọn hơn quý vị nha. Và cũng đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm ngày hôm nay như Kiều Khanh đã chia sẻ, tức là chúng ta sẽ tận hưởng được mức giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ có trong thời lượng của chương trình này mà thôi quý vị nha. Chỉ có 690.000 đồng mà thôi quý vị ạ, cho trọn một bộ đôi hai sản phẩm luôn, đều có thể sử dụng rất là tiện lợi ở trong gia đình của mình, không tốn quá nhiều thời gian, lại còn sử dụng lâu dài chỉ với một lần đầu tư mà thôi. Và quý vị hãy đặt hàng ngay cùng với nhiều cách thức khác nhau, mà cách thức đơn giản nhất gọi ngay đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình TV nhà mình quý vị nha, để được tư vấn kỹ lưỡng và cụ thể hơn. Sau đó chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà tại 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Bạn là người bận rộn nhưng đang cần vòng eo thon gọn, không có nhiều ngấn mỡ thừa, cơ thể thon gọn, săn chắc, gợi cảm, bắp tay bắp chân, cơ bụng, vai đùi cân đối, luyện tập mọi lúc mọi nơi mà không tốn quá nhiều thời gian, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả sử dụng lâu dài, bộ đôi dụng cụ tập thể dục và massage. Và bộ đôi này đang được giới thiệu tại VTV Hyundai Home Shopping với mức giá cực kỳ ưu đãi quý vị nha. Khi mà phân tích ra tổng giá khi mua từng sản phẩm sẽ lên đến là 980.000 đồng. Và cụ thể là đai massage đã tốn của quý vị 590.000 đồng, còn dụng cụ tập thể dục đa năng là 390.000 đồng rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ được giảm ngay 290.000 đồng khi mua sắm trong chương trình này quý vị nha. Và mức giá bây giờ chỉ còn là 690.000 đồng mà thôi cho trọn bộ sản phẩm, và sẽ nhận được chế độ hậu mãi là bảo hành 12 tháng nữa quý vị ạ. Cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua. Với đai massage Perfect thiết kế tiện lợi với hai cục rung riêng biệt, điều khiển từ xa tiện lợi, sử dụng nhiều vị trí như là bụng, đùi, bắp tay và bắp chân, dây quấn co giãn điều chỉnh dễ dàng, đánh tan mỡ thừa một cách dễ dàng và hiệu quả, hỗ trợ xua tan đau nhức và mệt mỏi, dễ dàng sử dụng kết hợp lúc nghỉ ngơi hay cả khi làm việc nhà, giảm nhức mỏi, giải tỏa căng thẳng, đánh tan mỡ thừa một cách hiệu quả hơn. Đai massage Perfect có thể giúp chúng ta được hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả với 3 chế độ sử dụng riêng biệt quý vị ạ. Đầu tiên là chúng ta có chế độ rung massage nè, sau đó có thể là lựa chọn chế độ xung điện giảm nhức mỏi, hoặc thậm chí là kết hợp cả hai chế độ này luôn, vừa rung vừa xung điện quý vị nha. Có đến tận 5 cường độ rung từ nhẹ đến mạnh để chúng ta thoải mái lựa chọn cái nào phù hợp với lại bản thân mình, giúp tác động sâu đến những vùng mỡ thừa, xoa bóp, ấn huyệt làm cho các mô mỡ chuyển hóa thành chất lỏng, sau đó có thể được thải ra ngoài theo hệ bài tiết. Sản phẩm này sẽ phù hợp với mọi đối tượng, cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là người thừa cân béo phì. Ngoài ra chúng ta có thêm dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp, khung thép chắc chắn, sử dụng mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ động tác luyện tập từ cơ bản đến nâng cao, kèm hình ảnh minh họa để quý vị các bạn có thể dễ dàng tham khảo, giúp cơ thể săn chắc khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn. Đai massage đến từ thương hiệu Perfect sẽ là một người bạn đồng hành, giúp cho chúng ta có thể là tận hưởng những tác động rung, đem đến sự massage thư giãn, hay thậm chí là có những tác động giúp chúng ta có thể là giảm đi những vùng mỡ thừa ở những vùng cơ đặc biệt như là phần bụng, phần hông, hay là ngay cả phần mông đùi quý vị nha. Ngay cả khi mà chúng ta có thể là ngồi xem TV nè, đọc báo, thưởng thức những bài hát mà chúng ta yêu thích, hay là thậm chí là ngay cả khi mình đang làm việc nhà trong gia đình của mình vẫn có thể là hoạt động một cách thoải mái quý vị nha. Bởi vì những cái tác động rung này nó sẽ tác động trực tiếp vào những
những vùng cơ và những vùng mỡ mà chúng ta mong muốn là giảm trừ đi, chứ không hề làm ảnh hưởng nè, không hề có tác dụng là gây đau cho cơ thể của mình quý vị ạ. Và cũng như là dây điện kết nối cùng với lại đai massage này nó cũng khá là dài, do đó chúng ta sẽ có được một cái biên độ di chuyển cực kỳ thoải mái quý vị nha. Và chỉ cần sử dụng thường xuyên và đều đặn mà thôi, chúng ta sẽ nhận thấy là phần eo, phần bụng, phần mông đùi của mình sẽ được cải thiện một cách rõ nét. Và đôi khi là những người lớn tuổi trong gia đình của mình á cũng có thể là sử dụng để có thể là massage những vùng cơ đặc biệt. Đôi khi là những chị em phụ nữ từ lứa tuổi trung niên trở lên nè, hay là các ông các bà ở trong gia đình của mình nè. Bên cạnh đó, trong bộ sản phẩm chúng ta sẽ còn có thêm một dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB thế này quý vị nha. Có rất là nhiều những cái động tác hay là cách thức tập khác nhau sẽ tác dụng vào từng vùng cơ khác nhau. Ví dụ như là cánh tay nè, mặt tay trong, mặt tay ngoài. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng có thể là làm tận dụng để làm săn chắc hơn phần cơ ở vùng hai bên lưng chẳng hạn. Sử dụng một cách đều đặn thường xuyên quý vị nha. Ngay cả những người bận rộn cũng có thể thường xuyên sử dụng. Quý vị thân mến, khi xã hội ngày càng tiến bộ hơn và cũng như là thay đổi về nếp sống rất là nhiều của nhiều gia đình khác nhau, thì Kiều Khanh nhận thấy có một xu hướng, đó chính là thay vì đi đến phòng tập giống như lúc trước thì bây giờ nhiều người chọn cách, đó chính là chúng ta lựa chọn những dòng sản phẩm có thể hỗ trợ để mình luyện tập ngay tại nhà. Bởi vì sao ạ? Có rất là nhiều những cá nhân mà cái quỹ thời gian của họ bận rộn đến nỗi mà chưa mỗi ngày khoảng chỉ là 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi để đi đến phòng tập cũng là một điều vô cùng khó khăn. Không nói đâu xa, ví dụ như là Kiều Khanh chẳng hạn, đi làm suốt cả một ngày dài rồi. Lúc đó thì thực ra là nếu như mà cố gắng thì vẫn có thể là bỏ thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa để đến phòng tập. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình đi cả ngày rồi Trí ơi. Đúng rồi. Con không gặp cũng nhớ cũng tội nó lắm, thì cứ muốn là tranh thủ về nhà. Và cũng nhiều khi là ngại ngần, lỡ mà cái giờ mình tập xong lại đến giờ tan tầm, lúc đó là quá trễ hay là quá đông xe quý vị nha. Và lại tốn thêm không ít trong quỹ thời gian của chúng ta nữa. Do đó lựa chọn những cái dòng sản phẩm mà phù hợp thôi. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể là cảm thấy tập vừa sức mình nè, để mình có thể là duy trì từ ngày này sang ngày khác. Cái việc tập thể dục thể thao đều đặn như vậy, nó không chỉ đem lại đầu tiên là một cơ thể với vóc dáng cân đối, mà cái thứ hai nữa là thông thường là một cơ thể cân đối nó sẽ là biểu hiện cho một sức khỏe rất là ổn định quý vị nha. Bởi vì thông thường á, Kiều Khanh nhận thấy là những người thường xuyên tập thể dục thể thao nè thì họ sẽ tự động có những cái chế độ dinh dưỡng cũng rất là phù hợp, rất là khỏe mạnh luôn Minh Trí à. Đúng rồi. Và với cả hai yếu tố đó kết hợp lại thì họ sẽ có một cái sức khỏe dẻo dai hơn rất là nhiều và tinh thần cũng minh mẫn hơn. Nói như vậy thôi là chúng ta cũng đã hiểu được cái tầm quan trọng của việc vận động thường xuyên là như thế nào rồi phải không ạ? Nhưng luyện tập với cường độ bao nhiêu cho đủ và lựa chọn cái dòng sản phẩm nào cho phù hợp cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều người băn khoăn. Trong những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là đem lại một cơ thể cân đối hơn thì có hai giai dạng khác nhau. Một là chúng ta sẽ có những cái dụng cụ tập thể dục thể thao với nhiều chức năng và tác động lên nhiều vùng cơ khác nhau trên cơ thể của mình. Ví dụ như là bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hay là vùng bụng chẳng hạn, hay là ở ngực chẳng hạn, rất là nhiều. Hai là chúng ta sẽ có những cái dòng sản phẩm ví dụ như là đai massage để có thể là đánh tan mỡ một cách trực tiếp ở vùng bụng của chúng ta. Và cái việc đánh tan mỡ này thì cho cả nam giới và nữ giới đều có nhu cầu khác nhau quý vị và các bạn nha. Nhưng hôm nay trên kênh mua sắm VTV đã xác minh là một sự kết hợp giữa cả hai dòng sản phẩm luôn. Tức là chúng ta sẽ vừa có một chiếc đai massage như thế này để giúp cho các bạn là đánh tan mỡ thừa, có 5 cái cấp độ mạnh nhẹ khác nhau. Rồi có hai dạng, đó chính là dạng rung như thế này hoặc là dạng xung điện nữa. Đôi khi có cái đai massage chỉ là xung điện thôi, hoặc là chỉ là đai massage chuyên để làm rung thôi. Nhưng rồi, mà hôm nay sẽ là một cái dòng sản phẩm để giúp cho quý vị các bạn là đai massage này đến từ thương hiệu Perfect. Có luôn cả chức năng vừa rung và vừa xung điện, và mỗi chức năng đều có 5 cấp độ mạnh nhẹ. Tùy theo cái độ tuổi, ví dụ như là người trẻ hay là người già thì cũng có thể là dễ dàng điều chỉnh. Và một lần đầu tư thì quý vị các bạn có thể là sử dụng cho nhiều thành viên gia đình của mình thì cũng rất là tiện lợi. Và đi kèm với đai massage như thế này thì quý vị có thể quan sát được là có một cái bộ điều khiển từ xa nữa quý vị các bạn nha. Đôi khi mình làm việc nhà là mình cũng có thể là đeo cái đai massage này, hay là mình có thể là đọc tạp chí, là mình học tập, mình làm việc, mình cũng có thể là tận dụng. Bởi vì mình quá bận không có nhiều thời gian thì chúng ta cũng có thể là chọn lựa ngay với chiếc đai massage như thế này của đến từ thương hiệu Perfect quý vị và các bạn nha. Và dễ dàng mình chọn lựa cái chức năng để có thể là chọn lựa về những chức năng rung khác nhau, từ cấp độ mạnh hay là cấp độ nhẹ là tùy theo cái nhu cầu. Ở đây ví dụ như là Minh Trí đang sử dụng một cái cục massage như thế này để mình có thể quấn quanh một cái bùn nước như thế này quý vị và các bạn nha. Và khi mà mình khởi động lên thì quý vị có thể quan sát được là trong khoảng là từ 3 giây thôi thì chúng ta có thể là dễ dàng chọn lựa với nhiều chức năng khác nhau Kiều Khanh ha. Ừ, chính xác rồi. Khi mà chúng ta lựa chọn chế độ đó là rung thì mình có thể là lựa chọn cái nút mà có chữ là VIP quý vị nha. Còn nếu như mà chúng ta muốn lựa chọn cái chế độ đó chính là massage xung điện đó thì chúng ta có thể là lựa chọn cái phím đó chính là EMS quý vị ạ. À, có rất là nhiều những cái cách thức khác nhau để chúng ta sử dụng, đó chính là dùng rung massage riêng nè, hay là dùng massage xung điện riêng, hoặc thậm chí là kết hợp cả hai thứ này lại luôn, đem lại cái cảm giác không chỉ là thoải mái nè,
xoa dịu cái cơn căng cơ. Nếu như mà mình vừa mới tập nặng ngày hôm trước về, hay là tập cùng với lại cái sản phẩm tập thể dục đa năng trong bộ sản phẩm ngày hôm nay luôn chẳng hạn, có rất là nhiều những cái nhu cầu sẽ được thỏa mãn như vậy quý vị nha, rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và ngày hôm nay thì Kiều Khanh cũng có sẵn cho mình một bộ sản phẩm như thế này luôn quý vị ạ. Và trong cái đai massage của Perfect á, thì có đến tận 2 cục rung, và 2 cục rung này thì riêng biệt quý vị nha. Điều này sẽ giúp cho chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cái đai massage này ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Ví dụ như là có thể là sử dụng cả 2 cục rung luôn để chúng ta có thể là đeo ở hai bên hông như thế này. Kiều Khanh mặc dù là không có tròn người lắm, tuy nhiên là vẫn có những cái nơi mỡ, tại vì sau khi sanh em bé thì có những cái nơi mỡ ở phía hai bên hông nè và phần bụng dưới đó quý vị ạ. Và cũng cần có thêm những cái dòng sản phẩm hỗ trợ này. Sau đặc biệt là sau khi mà khởi động á, chạy bộ nhẹ đó quý vị, bắt đầu người ra mồ hôi rồi và chúng ta sử dụng cái đai massage này để kết hợp thêm thì cũng có tác dụng là đánh tan mỡ rất là hiệu quả quý vị nha. Bởi vì nó sẽ nhanh chóng làm mềm đi những cái mô mỡ lâu năm rồi, gọi là những cái khối mỡ trắng đó quý vị ạ. Và sau đó thì mỡ đã được làm mềm đi thì nó sẽ được dễ dàng được đẩy ra đào thải thông qua hệ thống bài tiết, đó chính là toát mồ hôi cũng như là khi mà chúng ta đi vệ sinh quý vị nha. Và như vậy là quý vị có thể thấy là có rất là nhiều những cái cách thức sử dụng khác nhau hay là những cái sản phẩm khác nhau mà chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp chúng lại và đem lại một cái hiệu quả phải nói là tốt hơn cho cơ thể cũng như là sức khỏe của mình. Như vậy quý vị có thể quan sát được là cùng với cái phần đai thun co giãn, mình linh động cho nhiều cái vòng eo khác nhau. Ví dụ như là nam giới ở độ tuổi trung niên do là tiếp xúc với bia rượu, thuốc lá hay là chúng ta ăn khuya thì cái vòng bụng của chúng ta nó sẽ to hơn là chị em phụ nữ, nhưng mà cũng có thể là an tâm khi mình có thể là gắn kết vào bên trong cái vòng eo của mình. Và một cái điểm mạnh hơn đó chính là đôi khi những cái dòng sản phẩm massage nó tận dụng ngay cái cục rung trực tiếp ở phía trước bụng. Nhưng mà đôi khi là những người mà lần đầu tiên thử nghiệm thì nó sẽ không, mình không có quen thì có hơi bị đau. Nhưng mà hôm nay là hai cái cục massage rời và để ở bên hông như thế này. Bởi vì mình hay gọi vui đó chính là mỡ nó sẽ tràn ra hai bên á. Khi mà lớn tuổi dần hơn hay là chúng ta ăn quá nhiều vào ban đêm chẳng hạn thì với hai cái cục rung riêng biệt như thế này sẽ đánh tan cái khối mỡ thừa ở hai bên như thế này. Thì chắc chắn là chị em phụ nữ như Kiều Khanh thì sẽ hiểu rất là rõ là mà mình mặc những cái bộ đồ mà muốn khoe cái vòng eo á thì nó sẽ quan trọng là ở cái vần nay bụng hai bên. Thì chúng ta sẽ đánh tan cái phần mỡ thừa đó quý vị và các bạn nha. Điều khiển cũng rất là dễ dàng quý vị nha. Và bây giờ thì mời quý vị theo dõi những cái thao tác của Kiều Khanh nè. Rất là đơn giản mà thôi, có đi kèm điều khiển như thế này để giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh chế độ, đó chính là rung nè hay là chế độ xung điện massage cũng được quý vị nha. Khởi động cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng luôn, chỉ cần chúng ta đợi một tí xíu và sau đó có thể là khởi động chế độ rung như thế này quý vị ạ. Đó, cái cục rung cả hai bên đều vận hành liên tục phối hợp với nhau quý vị nha. Và cái điều đặc biệt của việc đó chính là bởi vì một cục rung ở phần còn lại đó chính là có thể tháo rời được. Do đó chúng ta tùy theo cái mong muốn của mình đó quý vị, là có thể sử dụng chung hoặc là sử dụng riêng quý vị ạ. Hồi nãy hình như là chưa có siết chắc lắm, bây giờ Khanh sẽ siết lại cho nó chắc hơn một tí xíu. Đó, và quý vị thấy là khi mà chúng ta sử dụng cả hai cục hai bên như thế này thì nó sẽ tiện lợi cho phần bụng nè, cũng như phần hông, hay là thậm chí là có thể là sử dụng ở phần mông đùi của mình quý vị nha. Còn chúng ta cũng có thể là tháo rời bớt một cục ra để sử dụng cho những phần ví dụ như là đùi trong nè Trí ha. Đúng rồi. Hay là ngày hôm đó là mình bị căng cơ, mình bị đau bắp chân chẳng hạn thì chỉ cần sử dụng một cục duy nhất mà thôi cho cái phần bắp chân này cũng rất là tiện lợi luôn. Và nếu như các bạn có thể quan sát kỹ là với cái chức năng rung á, không có phải là mỗi cái cấp độ rung á thì nó sẽ rung trực tiếp một lần với cái biên độ như vậy, mà nó rung mạnh xong rồi nó sẽ rung nhẹ dần rồi sẽ rung mạnh tiếp. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy nó thoải mái với cảm giác nó không có quá là mình không có chịu đựng được. Và đối với cái đai massage như thế này thì mình chọn khi mà mình quấn ở ngoài áo như thế này như Kiều Khanh mà mình chỉ đang giới thiệu cho các bạn thì mình chọn cái chế độ rung. Còn nếu như mình muốn trực tiếp với cái chức năng là xung điện thì chúng ta cũng có thể là để ở trần, đối với nam giới chân là hoặc là chị em phụ nữ cũng có thể là mặc những cái áo cao hơn để có thể là lộ ra cái vòng eo ở nhà của mình. Mình quấn đai trực tiếp vào bên trong vòng eo và đánh trực tiếp mở thừa, và có thêm một cái chức năng đó là xung điện nữa để mình có thể là giảm bị nhức mỏi nè. Khi mà mình làm việc nhà quá nhiều hay là đối với những người lớn tuổi như là ông bà bố mẹ hay bị đau lưng nhức mỏi thì với cái biện pháp massage xung điện nó sẽ là một cái giải pháp tức thời để mình có thể là can thiệp vào cái cơn đau nhức ở vùng lưng chẳng hạn, hay là ban đêm mình ngủ mình cảm thấy đau nhức quá, mình buổi sáng mình dậy thì mình cũng có thể là sử dụng ngay với cái đai massage xung điện này đến từ thương hiệu Perfect quý vị và các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm một cái dụng cụ nữa, đó chính là dụng cụ tập thể dục thể thao. Đã massage rồi, đã có thể tác động trực tiếp vào vùng mỡ thừa của mình rồi bằng cách là rung này hay là xung điện rồi thì chúng ta cần phải có một cái vóc dáng thon gọn hơn, cân đối hơn thì chắc chắn là phải cần ngay, đó là mình phải vận động mỗi ngày. Và nếu như mà không có thời gian đi đến cái phòng tập chẳng hạn như Kiều Khanh đã chia sẻ ban đầu và mình muốn tập ở nhà luôn thì chúng tôi cũng mang đến cho quý vị một dòng sản phẩm, đó chính là một cái dụng cụ để giúp cho quý vị là chúng ta tập luyện thể dục thể thao rất là đa năng.
Dụng cụ này rất là đơn giản thôi, đến từ thương hiệu Magic BB. Như quý vị có thể quan sát hình ảnh người mẫu nam đang tập luyện là các phần gập bụng như thế này, cũng là một cái cách để mình tác động một cái lên vùng bụng của mình hay là cả các vùng cơ ở cái phần lưng nữa quý vị và các bạn nha. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Mình đây chỉ là một dụng cụ và không sử dụng điện cho nên là rất là an toàn, và mình cũng có thể là tập ở nhiều nơi khác nhau, hay là ở ngoài sân vườn nè, ở cái phần ban công nhà, ở sân thượng, hay là mình tập ngay trong phòng luôn cũng được cả, rất là tiện lợi Kiều Thanh ha. Chính xác rồi Minh Trí ơi, và đặc biệt là Trí có thể quan sát thấy là đối với cả hai sản phẩm ngày hôm nay luôn á, thì mình thấy là cái nào nó cũng rất là nhỏ gọn và rất là tiện lợi, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì mình có thể là tập ở trong phòng khách, mình có thể là tập ở trong phòng ngủ, mình cũng có thể là nhiều hôm muốn thay đổi không khí tí xíu, mình mang cái sản phẩm này ra đằng trước ở ngoài vườn á cho nó mát mẻ để tập cũng được. Và đối với lại cái đai massage của Khanh á, thì khi mà Khanh đeo như thế này vẫn có thể là di động một cách thoải mái nè. Đúng rồi. Bởi vì cái dây điện cũng khá là dài nên là biên độ di chuyển rất là tiện lợi nha quý vị. Giống như là bây giờ muốn chơi với con á, vừa đeo cái này xong rồi chơi với con vẫn được, đứng xem tivi cũng được, làm gì cũng được quý vị ạ. Cái biên độ đi lại cũng rất là thoải mái như thế này quý vị nhé, không lo lắng gì hết. Rất là đơn giản và dễ dàng để mà chúng ta có thể sử dụng cùng một lúc vừa dụng cụ tập thể dục thể thao hay là cả đai massage như Kiều Khanh vừa giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn. Có rất là nhiều quý vị khi mà theo dõi chương trình á thì vẫn thắc mắc là với những cái động tác ví dụ như ngồi hay là gập bụng như thế này Kiều Khanh hay là mình có thể là hít đất như nam giới chẳng hạn, thì đâu có cần thiết mình phải sử dụng dụng cụ làm gì, rất là đơn giản thôi. Ví dụ như mình tập với cái máy thì nó có phải cần, nhưng mà thưa quý vị là với những cái dụng cụ tập như thế này thì sẽ là hỗ trợ cho cái động tác của chúng ta nó chuẩn hơn nè, nó đúng đắn hơn và nó dạng như là một cái chiếc ghế tựa nữa. Thì các bạn có thể quan sát được là đôi khi mình gập bụng á thì chúng ta sẽ có được cái phần tựa như thế này, giúp cho chúng ta là tăng cái độ thun giãn để cho mình làm khó cái phần tập bụng của mình hơn, đúng tùy rồi, theo đúng cái rồi. Sức của mỗi người khác nhau quý vị nha. Hay là mình có thể là đổi nhiều cái thế khác nhau nữa để mình có thể là hít đất nè, hay là mình có thể là tập tay. Ví dụ như là nam giới nếu mà mình muốn tập tay thì mình cũng có thể là cầm như thế này, và mình có thể là tập tay mỗi ngày như thế này để mình có một cái cơ tay chắc hơn quý vị và các bạn nha. Tùy theo cái đối tượng khác nhau, mục đích khác nhau, mình muốn tác động đến cái vùng cơ nào thì chúng ta cũng có thể là dễ dàng tham khảo khi mà cái dụng cụ tập thể dục này được đặt để trong một chiếc hộp và nó có hình ảnh để mà minh họa cho thành viên trong gia đình của mình, cho cả người lớn, cho cả người trẻ tuổi, ai cũng có thể là tập luyện được. Nhưng mà nếu mà nói về mức giá nha quý vị, từng sản phẩm nếu mà mình mua thì mức giá là khá cao. Nếu như với đai massage xung điện Perfect thì mức giá sẽ là cao hơn, hoặc là ngay cả phần dụng cụ tập thể dục thể thao nữa, đó là đai massage là 590, còn dụng cụ tập thể dục là 390, tổng cộng sẽ là 980.000 đồng. Nhưng mà hôm nay là chương trình đặc biệt giúp cho gia đình của mình ai cũng có thể tập luyện thể dục thể thao, nên chúng tôi sẽ giảm cho các bạn một mức giá hấp dẫn hơn quý vị nha. Chính xác rồi quý vị nha, và chỉ có trong khoảng thời lượng còn lại của chương trình này mà thôi chúng ta mới có thể sở hữu bộ đôi sản phẩm rất là tuyệt vời ngày hôm nay, 690.000 đồng mà thôi quý vị nhé, chưa đến 700.000 đồng để đầu tư sử dụng lâu dài cho gia đình của mình. Mình tự tạo một cái phòng gym ở trong chính gia đình của mình luôn, cũng là một nơi mà chúng ta có thể là tận hưởng được những cái chế độ massage hay là massage xung điện thư giãn rất là nhanh chóng và dễ dàng, và phù hợp với rất là nhiều những đối tượng thành viên gia đình khác nhau trong nhà của mình quý vị nha. Và hãy nhanh tay sở hữu cùng với chúng tôi đi ạ, bởi vì sau đó, sau khi mà quý vị đặt hàng xong rồi đó, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà cho quý vị tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đai massage đến từ thương hiệu Perfect sẽ là một người bạn đồng hành, giúp cho chúng ta có thể là tận hưởng những tác động room, đem đến sự massage thư giãn, hay thậm chí là có những tác động giúp chúng ta có thể là giảm đi những vùng mỡ thừa ở những vùng cơ đặc biệt như là phần bụng, phần hông, hay là ngay cả phần mông đùi quý vị nha. Ngay cả khi mà chúng ta có thể là ngồi xem tivi nè, đọc báo, thưởng thức những bài hát mà chúng ta yêu thích, hay là thậm chí là ngay cả khi mình đang làm việc nhà trong gia đình của mình vẫn có thể là hoạt động một cách thoải mái quý vị nha. Bởi vì những cái tác động room này nó sẽ tác động trực tiếp vào những vùng cơ và những vùng mỡ mà chúng ta mong muốn là giảm trừ đi, chứ không hề làm ảnh hưởng nè, không hề có tác dụng là gây đau cho cơ thể của mình quý vị ạ. Và cũng như là dây điện kết nối cùng với lại đai massage này nó cũng khá là dài, do đó chúng ta sẽ có được một cái biên độ di chuyển cực kỳ thoải mái quý vị nha. Và chỉ cần sử dụng thường xuyên và đều đặn mà thôi, chúng ta sẽ nhận thấy là phần eo, phần bụng, phần mông đùi của mình sẽ được cải thiện một cách rõ nét. Và đôi khi là những người lớn tuổi trong gia đình của mình á cũng có thể là sử dụng để có thể là massage những vùng cơ đặc biệt. Đôi khi là những chị em phụ nữ từ lứa tuổi trung niên trở lên nè, hay là các ông các bà ở trong gia đình của mình nè. Bên cạnh đó, trong bộ sản phẩm chúng ta sẽ còn có thêm một dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB thế này quý vị nha. Có rất là nhiều những cái động tác hay là cách thức tập khác nhau sẽ tác dụng vào từng vùng cơ khác nhau, ví dụ như là cánh tay nè, mặt tay trong, mặt tay ngoài. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng có thể là làm tận dụng để làm săn chắc hơn phần cơ ở vùng hai bên lưng chẳng hạn, sử dụng một cách đều đặn thường xuyên quý vị nha. Ngay cả những người bận rộn cũng có thể thường xuyên sử dụng.
Bạn là người bận rộn nhưng đang cần một vòng eo thon gọn, không có nhiều ngấn mỡ thừa, cơ thể thon gọn, săn chắc và gợi cảm hơn. Bắp tay, bắp chân, cơ bụng, vai, đùi cân đối, luyện tập mọi lúc mọi nơi mà không tốn quá nhiều thời gian. Với chi phí đầu tư thấp và hiệu quả sử dụng lâu dài, hãy sở hữu ngay bộ đôi dụng cụ tập thể dục và massage trên VTV Hyundai Home Shopping. Và bộ đôi sản phẩm bao gồm đai massage Perfect và dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB với tổng giá khi mua từng sản phẩm là 980.000 đồng. Với cụ thể cho từng sản phẩm là đai massage 590.000 đồng, còn dụng cụ tập thể dục đa năng là 390.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ được giảm ngay 290.000 đồng khi mua trọn bộ cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Giá trọn bộ lúc này chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Đây chính là một cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua. Với đai massage Perfect, thiết kế tiện lợi, hai cục rung riêng biệt, điều khiển từ xa tiện lợi, sử dụng nhiều vị trí như bụng, đùi, bắp tay hay bắp chân, dây quấn co giãn điều chỉnh dễ dàng, đánh tan mỡ thừa một cách hiệu quả, hỗ trợ xua tan đau nhức và mệt mỏi, dễ dàng sử dụng kết hợp lúc nghỉ ngơi hay làm việc nhà, giảm nhức mỏi, giải tỏa căng thẳng, đánh tan mỡ thừa hiệu quả hơn. Đai massage Perfect giúp giảm mỡ hiệu quả với 3 chế độ sử dụng riêng biệt là rung massage, xung điện giảm nhức mỏi hoặc cũng có thể là kết hợp cả hai chế độ này tạo thành một cái mức, đó chính là rung và xung điện quý vị nha. Với 5 cường độ rung từ nhẹ đến mạnh, chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn, giúp tác động sâu đến những vùng mỡ thừa, xoa bóp, ấn huyệt làm các mô mỡ chuyển hóa thành chất lỏng, sau đó sẽ được đào thải ra ngoài qua hệ bài tiết, phù hợp với mọi đối tượng cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là người thừa cân béo phì. Và với dụng cụ tập thể dục đa năng của thương hiệu Magic BB, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp, khung thép chắc chắn, sử dụng mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhiều động tác tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, kèm hình ảnh minh họa để quý vị các bạn dễ dàng tham khảo, giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thời gian mua sắm không còn nhiều nếu như mà gia đình của mình đang cân nhắc là cần phải có một cơ thể cân đối cũng như là khỏe mạnh hơn. Ngoài cái chế độ là ăn uống và tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta cần quan tâm đến chi phí đầu tư, thì hãy đầu tư cho không gian sống gia đình của mình chọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị và các bạn nha. Và thưa quý vị, chọn bộ sản phẩm chúng ta sẽ có đầu tiên đó chính là một đai massage đến từ thương hiệu Perfect quý vị nha. Kiều Khanh đang tự sử dụng cho bản thân mình luôn và thấy là cái chế độ rung của nó đem lại một cái cảm giác rất là thoải mái quý vị ạ. Điều này sẽ rất là tiện lợi khi chúng ta có thể là sử dụng với rất là nhiều mục đích khác nhau. Đầu tiên đó chính là có thể là xoa dịu đi cái cơn căng cơ nha, làm giảm căng thẳng mệt mỏi ở những cái vùng cơ khác nhau trên cơ thể. Nếu như mà chúng ta trước đó đã tập thể dục thể thao nhiều quá hay là có những cái điều liên quan tới công việc khiến chúng ta cảm thấy là toàn thân nhức mỏi bởi vì do căng thẳng đầu óc gây ra chẳng hạn. Và cái sản phẩm thứ hai đó chính là một cái dụng cụ tập thể dục đa năng quý vị nha, với tên gọi là Magic BB, sẽ giúp chúng ta có thể là thực hiện rất là nhiều những cái động tác khác nhau. Nhưng mà với sự hỗ trợ của dụng cụ này thì nó đánh đố bản thân mình một tí xíu, tức là mình sẽ phải đưa ra cái cường độ tập luyện nó mạnh hơn cho từng vùng cơ khác nhau, từ đó đem lại hiệu quả cũng cao hơn quý vị nha. Cái quan trọng là ngày hôm nay mua cùng lúc cả hai sản phẩm sẽ được giảm ngay 290.000 đồng trên mức giá cho từng sản phẩm riêng lẻ, rất là hấp dẫn phải không ạ? Mức giá chỉ còn là 690.000 đồng mà thôi. Nếu như mà mình mua riêng lẻ thì với đai massage điện là 590.000 đồng và với dụng cụ tập thể dục đa năng của Magic BB là 390.000 đồng thì tổng cộng là phải gần 1 triệu đồng lận quý vị và các bạn nha. Bây giờ chỉ còn là 690.000 đồng, mình có hai sản phẩm, vừa là một cái sản phẩm để có thể massage xung điện, một sản phẩm đó là dụng cụ hỗ trợ tập luyện thể dục thể thao một cách hiệu quả và những cái động tác của mình nó chuẩn và nó đúng hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy an tâm và dòng sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng quý vị và các bạn nha. Một cơ hội trên VTV Hyundai Home Shopping sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một cái khoản đầu tư chi phí cho không gian sống gia đình của mình một lần duy nhất thôi, nhưng mà tất cả các thành viên, cho cả nam giới, nữ giới ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể là mỗi ngày mình tập luyện thể thao khoảng 30 phút chẳng hạn, và cùng với chế độ nghỉ ngơi và ăn uống một cách hợp lý thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cơ thể cân đối và khỏe mạnh quý vị nhé. Chính xác rồi. Và khi mà quý vị quan sát thấy là ví dụ những người mẫu chúng ta nãy giờ thực hiện rất là nhiều những cái động tác ở nhiều vùng cơ khác nhau có rất là hiệu quả cùng với sản phẩm đó chính là Magic BB không ạ? Và sau đó chúng ta cảm thấy hơi mệt, mình có thể là ngồi lên ghế sofa nghỉ và chọn ngay chế độ rung massage như Kiều Khanh chẳng hạn quý vị nha, để có thể là giúp hỗ trợ nhiều hơn trong việc đó chính là làm giảm đi những cái mô mỡ đã tích tụ lâu năm mà gọi là những cái vùng mỡ trắng đó ở những cái vùng khác nhau, ví dụ như là bụng dưới nè, phần hông nè, phần bắp đùi trong chẳng hạn, hay là ngay cả là có thể sử dụng để làm xoa dịu những cái cơn căng cơ ở vùng bả vai hay là cánh tay, bắp tay cũng được quý vị nha. Rất là đơn giản sử dụng hai cục rung cùng một lần hay là có thể là tách riêng ra sử dụng cũng rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như Kiều Khanh hiện giờ
đang tận hưởng cái cảm giác rung massage như thế này, cực kỳ dễ chịu. Và nếu như mà chúng ta ở nhà đó quý vị, mặc những chiếc áo ngắn hơn, đặc biệt là các chị em phụ nữ, hay là để trần như là cánh mày râu chẳng hạn, thì còn có thể là sử dụng thêm cái chế độ massage xung điện nữa quý vị nha. Cực kỳ tiện lợi và thoải mái trong vấn đề di chuyển như thế này, bởi vì dây điện khá là dài, không có hạn chế cái cử động của mình. Và quay trở lại cùng với mức giá mua sắm ngày hôm nay một lần nữa quý vị nha, 690.000 đồng mà thôi. Và Kiều Khanh hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội mua sắm này, nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nhé. Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà tại 63 tỉnh thành. Bạn là người bận rộn nhưng đang cần vòng eo thon gọn, không có nhiều ngấn mở thừa, muốn cơ thể thon gọn, săn chắc và gợi cảm. Người khác lại yêu thích bắp tay, bắp chân, cơ bụng, vai, đùi cân đối, mong muốn luyện tập mọi lúc mọi nơi mà không tốn quá nhiều thời gian, hay là thích chi phí đầu tư thấp, hiệu quả sử dụng lâu dài. Hãy sở hữu ngay bộ đôi dụng cụ tập thể dục và massage. Nếu như tổng giá khi mua từng sản phẩm là 980.000 đồng cho bộ đôi sản phẩm, với đai massage là 590.000 đồng và dụng cụ thể dục thể thao đa năng là 390.000 đồng. Hôm nay chọn một bộ sản phẩm ở trên VTV Đa Shopping giảm cho quý và các bạn 290.000 đồng, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Đai massage được bảo hành trong vòng 12 tháng, cơ hội hấp dẫn không thể bỏ qua. Đai massage Perfect thiết kế tiện lợi với hai cục rung riêng biệt, điều khiển từ xa tiện lợi, sử dụng được nhiều vị trí như bụng, đùi, bắp tay, bắp chân, dây quấn co giãn điều chỉnh dễ dàng, đánh tan mỡ thừa một cách nhanh chóng, hỗ trợ xua tan đau nhức mệt mỏi, dễ dàng sử dụng kết hợp lúc nghỉ ngơi hay khi làm việc nhà hiệu quả, giảm nhức mỏi, giải tỏa căng thẳng, đánh tan mỡ thừa. Và khi có đai massage Perfect sẽ giảm mỡ một cách hiệu quả với ba chế độ sử dụng riêng biệt: rung massage, xung điện giảm nhức mỏi, kết hợp rung và xung điện, năm cường độ rung từ nhẹ đến mạnh, giúp tác động sâu đến những vùng mỡ thừa, xoa bóp ứng huyệt, làm các mô mỡ chuyển hóa thành chất lỏng và bài tiết ra ngoài cơ thể, bài tiết phù hợp cho mọi đối tượng, cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là người thừa cân béo phì. Ngoài ra chúng ta còn có thêm dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp, khung thép chắc chắn, sử dụng được mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ cho nhiều động tác luyện tập từ cơ bản đến nâng cao. Và khi mà chúng ta nhận sản phẩm sẽ có những hình ảnh hướng dẫn, những cái gợi ý về động tác quý vị nha, giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn. Và trước khi Minh Trí và Kiều Hành nói lời chào tạm biệt thì rất mong quý vị và các bạn sẽ có ngay một đơn đặt hàng thành công, bởi vì nếu như mà chúng ta không nắm bắt được cơ hội này thì chúng ta sẽ không có một cơ hội đầu tư cho không gian sống của mình, một cái không gian tập luyện thể dục thể thao hợp lý quý vị và các bạn nha. Nếu như mình mua lẻ từng sản phẩm thì tổng giá trị sẽ lên đến khoảng 980.000 đồng, đai massage là 590 và dụng cụ tập thể dục đa năng là 390. Như hôm nay mức giá cho quý vị giảm được 290.000 đồng, chỉ còn 690.000 đồng mà thôi. Dòng sản phẩm đai massage Perfect sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng quý vị và các bạn nha. Một cơ hội cực kỳ hấp dẫn quý vị nha, để đem về bộ đôi sản phẩm có thể là giúp ta chúng ta có thể mở ngay một cái phòng gym tại nhà, phục vụ cho tất cả các đối tượng và thành viên khác ở trong gia đình của mình, để giúp ai cũng có một cái phong cách sống thật sự khỏe mạnh, vận động thể dục thể thao thường xuyên, và đôi khi mong muốn có những cái giây phút thư giãn với chế độ room hay là massage xung điện thì cũng sẽ có ngay quý vị nha. Thời lượng dành cho chương trình thì cũng đã hết rồi. Đã đến lúc Kiều Khanh lẫn Minh Trí và hai người mẫu trong chương trình này nói lời chào tạm biệt. Rất hy vọng sẽ gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình sau của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn. Bộ đôi sản phẩm bao gồm đai massage Perfect và dụng cụ tập thể dục đa năng Magic BB, với tổng giá khi mua từng sản phẩm là 980.000 đồng, với cụ thể cho từng sản phẩm là đai massage 590.000 đồng, còn dụng cụ tập thể dục đa năng là 390.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ được giảm ngay 290.000 đồng khi mua trọn bộ cùng với VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Giá trọn bộ lúc này chỉ là 690.000 đồng mà thôi. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng. Đây chính là một cơ hội hấp dẫn không nên bỏ qua.